谁更肯定将教训对客谋命莫当真，何来的共有学问，越来条梁分有行政。Quý vị đang quay trở lại phần 2 của Sống Đời Sống Phật với sự thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Viên Lý. Hợp Nhân có một cái câu hỏi về cầu á. Thì thường á, hồi mình cầu nguyện một cái gì á, giống như mình muốn con đi, cái xong tới trường mình có con rồi đó, mình lại nghĩ lại, mình không muốn con, hay là mình không muốn cái món gì đó đi, hay là cái người gì đó đi, mình thương, mình muốn một người đó, cái xong có được rồi đó, mình lại không thương người đó. Mình không cần nữa. Dạ, không cần nữa. Thì thầy, cái đó có rất xấu không? Mà có tạo ra cái quả xấu không? Hay là tại sao một người muốn, người được rồi, không muốn? Cái đó là cho thấy rằng là cái lòng tham của con người vô đấy. Ví dụ như một lúc nào đó mình muốn có được một cái người mà mình nghĩ là mình rất là thương yêu họ, nhưng mà khi mà mình được đáp ứng rồi thì mình lại hướng đến một cái đối tượng khác. Rồi mình bỏ rơi cái người mà mình đã từng mơ ước để được thương yêu và mình đã được đáp ứng một cách đầy đủ. Nó cho thấy là cái lòng tham của con người rõ ràng là không có đấy. Mà đã không có đấy thì bỏ bao nhiêu vào đi nữa thì nó không bao giờ đầy. Cho nên mình phải biết cái cách để mà từ chế, rồi từ từ mình triệt tiêu cái lòng tham, để giúp cho cái tâm của mình nó hoàn toàn thanh tịnh, nó là một cái gì nó rất là trong sáng, hiểu được cái tự tánh của các pháp là không tánh, thì mình sẽ không còn cái tham dục đó nữa. Cho nên ở đây khi mà nói về cái sự mà cầu cho nên có vân vân đó, thì để làm rõ hơn, Đức Phật đã tuyên lại cái nghĩa qua một cái bài kệ. Và qua bài kệ này thì chúng ta thấy rất là rõ là ái nhiễm nuốt chúng sinh, theo tìm những dục lạc, được lợi sanh ngã rỡ, do vậy mà nắm bắt tôi phải được phải làm. Dục tham càng thêm lớn, những say đắm bổn sẹn nối nhau mà phát sinh. Quá tham lam bổn sẹn nên chứa thâu càng nhiều, do chứa nên giữ gìn sanh nhiều lỗi không hợp. Người ngu vì giữ gìn khí giới tàn hại nhau, gieo những nghiệp bất thiện, do đây sanh quả khổ. Thấy nhân duyên ái rột, các khổ chẳng còn sanh. Trí giác không căn trụ hơn hết trong trí giác. Thì Ngài muốn nói đến cái sự ái nhiễm, nói đến cái sự tham dục. Chứ còn nếu mà mình cầu những cái điều mà nó tốt đẹp chẳng hạn, như mình cầu chứng được quả Phật, mình cầu cho thế giới nhân loại này được chung sống trong hòa bình, muôn sinh an lạc, mình cầu cho quốc thái dân an, thì cái đó nó không có gì gọi là xấu, phải không ạ? Thì mình đúng là mình phải phân biệt rõ ràng, chứ không phải là Đức Phật nói là mình không được cầu. Vậy thì thầy có thể bắt đầu phân tích ra 10 thứ ái luyến ở trong tập thứ 3 của kinh Đại Bảo Tích là gì không thưa thầy? Cảm ơn cô Nhật Bảo Minh. Do tham dục cho nên mình say đắm, mình không còn có những cái lý trí để phân biệt cái đó là đúng và cái đó là sai. Chẳng hạn như bây giờ do cái tham dục về một cái tài sản nào đó, cho nên mình đánh mất đi cái sự sáng suốt, do vậy mình trở thành mù quáng, bằng mọi giá mình bảo vệ dù cái đó là phạm pháp hay như thế này thế kia, mình do cái sự tham dục cho nên mình đắm nhiễm ở nơi một cái đối tượng nào đó, dù cái đối tượng đó như thế nào, mình rồi từ cái sự say đắm cho nên mình trở thành bón chẹt, mình keo kiết, mình không muốn chia sẻ những cái mà mình đang có, dù đó là một cái niềm vui rất là nhỏ, dù đó là một cái quyền lợi rất là bé nhỏ, nhưng mà do cái sự say đắm cho nên trở thành những người bổn chẹn, tức là ích kỷ, muốn người mà vị kỷ chứ không phải là vị tha. Do bổn chẹn cho nên tìm cách mình thâu góp, tốn thâu nhiều hơn nữa, từ cái chuyện mà thâu góp đó nữa bắt buộc mình phải làm sao bảo vệ, phải giữ gìn, do gìn giữ mà mình phải có những cái khí gió. Mình phải làm sao để
chế tạo những cái vũ khí, dù đó là vũ khí sát hại hàng loạt, vũ khí nguyên tử, vũ khí sinh trình học, vi trùng học, không vũ khí hóa học, vân vân. Miễn làm sao mà mình thủ đắc những cái vũ khí đó để mình bảo vệ những gì mà mình nghĩ nó thuộc về của mình. Từ đó nó sinh ra bao nhiêu cái sự tranh chấp, cãi vã. Như vừa rồi chúng ta thấy Bắc Hàn chẳng hạn, ông Kim Jong Un hả? Dạ. Ông thử những cái vũ khí nguyên tử làm cho cả thế giới nóng lên. Và bây giờ có những cái cuộc đối thoại giữa Nam và Bắc Hàn ở tại bàn muôn điếm, đưa ra những cái thông cáo chung. Và tháng năm này thì ông nói rằng là Bắc Hàn và Nam Hàn sẽ không còn chiến tranh, sẽ có những cái thỏa hiệp mới, vân vân. Thì cả thế giới đang kỳ vọng, nhưng mà chúng ta chưa biết là tương lai nó sẽ như thế nào, bởi vì mọi sự nó đều biến chuyển theo từng, bởi vì nhất giả thì sinh ba cớ, người xưa thường nói vậy. Thành mình chưa biết là như thế nào, nhưng mà mình vẫn mừng là cái nguy cơ về chiến tranh ở cái khu vực đó nó sẽ không có bùng phát. Vấn đề hiểm họa của những cái quả bom nguyên tử là một cái gì mà không ai mong đợi. Và bây giờ thì ông tự tuyên bố là ông sẽ chấm dứt cái vấn đề thử nghiệm bom nguyên tử, tức là vũ khí hạt nhân, và sẽ mời những cái quan sát viên của Liên Hợp Quốc, của Hoa Kỳ, vân vân đến để mà quan sát tại chỗ. Thì chúng ta cũng mừng, nhưng mà chúng ta chưa biết là cái tương lai nó sẽ như thế nào. Thì tất cả đều do cái lòng tham. Mà bây giờ nếu mà mình thấy ra được cái lòng tham đó, nó sẽ là một cái sự nguy hiểm rất là lớn, đe dọa cả thế giới. Mình buông bỏ thì mọi sự nó sẽ trở thành vô sự. Hai cô có ý kiến gì hay gì là có những câu hỏi gì không? Dạ, thưa thầy, nếu mà một người đã tạo ra cái chất chấp rồi đó, tại vì cái người đó là ích kỷ á, hay là tạo ra giống như là tổn thương người ta, thì làm sao mình sửa lại, làm sao mình tạo ra hột giống tốt đẹp hơn, hay là giúp cái người đó mà bị tổn thương á đỡ đau. Tức là làm sao để mình có thể mình cải thiện đó. Cái vấn đề quan trọng hàng đầu là mình phải thấy được cái sự sai lầm của mình. Nếu mà có thấy được cái sự sai lầm thì mình mới thành tâm sám hối. Còn nếu mình không thấy đó, chẳng hạn như bây giờ mình thấy được mình đang có một cái chứng bệnh cảm, thì mình mới thực hiện theo cái lời dạy, lời khuyên của bác sĩ, mình uống thuốc. Còn nếu mình không biết mình bệnh thì mình sẽ không tìm cách để mà chữa trị. Thành vấn đề là mình biết mình đang có cái bệnh tham, có cái bệnh chấp, có cái bệnh về cái ngã, cho nên mình đã từng làm cho nhiều người bị thương tổn. Bây giờ mình thấy được cái bệnh đó, mình ăn năn, mình sám hối, mình phải làm ngược lại với những cái gì mà trước kia mình đã làm. Bởi vì mình biết những cái điều mà mình làm, những cái điều mình nói, những cái điều mình suy nghĩ trong quá khứ nó làm hại mình và hại người, cho nên bây giờ mình phải thay đổi, mình làm đúng theo những gì mà Đức Phật đã dạy, theo đúng với chánh pháp, để lợi mình và lợi người, thì mình sẽ có những cái sự thay đổi rất lớn. Nhưng mà trước hết phải sám hối để thân tâm hoàn toàn trong sạch, rồi bắt đầu giống như là mình muốn giải một cái loại giống nào đó vào trong một thửa ruộng, thì mình phải cày bừa, mình phải canh tác bằng phẳng cỏ này nọ, nó phải được dọn sạch, phân bón đầy đủ, mình gieo những cái hạt giống vào thì nó mới nảy mầm được. Thì trước tiên là mình phải sám hối, rồi bắt đầu mình nỗ lực, mình tinh tấn không ngừng để thực tập những cái pháp thiền mà Đức Phật đã dạy. Dạ, cảm ơn thầy. Thưa thầy, thì qua những lời mà thầy giảng, thì để mà trả lời câu hỏi của học nhân, thì làm con nghĩ đến nếu mà thật sự ra, nếu mà chúng ta không thể thấy được, tại vì nguồn gốc mà là nơi bản thân của mình, mà nếu mà chúng ta không thể thấy được để mà sửa đổi, thì nghĩa là chúng ta cứ mãi mãi cứ tạo ra nghiệp báo, cứ tiếp tục cái mà vòng tạo tròn. Nó không có bao giờ được chấm dứt cả. Mà hồi nãy mà khi thầy nói là
khi mà học nhân đưa ra cái câu hỏi về chữ cầu á, là cầu muốn một cái gì nào đó rồi cuối cùng lại không muốn, thì nó cho chúng ta biết là lòng tham của con người nó thật sự là vô đáy. Nhưng mà cũng phải nhớ lại là ai ai trong chúng ta cũng có Phật tánh, cho nên từ đó mà cứ cố gắng trau dồi Phật pháp để mà chúng ta càng ngày có thể nỗ lực và tinh tấn hơn trên con đường học Phật, phải không thầy? Đúng rồi, rất là tốt. Đúng. Cảm ơn thầy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay. Mỗi câu hỏi hay thắc mắc về vấn đề tâm linh, xin quý vị qua hỷ liên lạc chùa Đường Ngự 714-890-913, 714-890-913 hoặc chùa Diệu Pháp 626-614-0566, 626-614-0566. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật tuy khác màu.